Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay chúng tôi muốn góp một tiếng nói về một đề tài đang tranh cãi sôi nổi trên mạng về những câu tuyên bố của giáo sư Trần Ngọc Thêm. Nhận thấy có vài điều đáng quan tâm cho nên chúng tôi cũng muốn xin đóng góp ý kiến. Giáo sư Trần Ngọc Thêm là giáo sư đầu ngành của cả nước về văn hóa học, đặc biệt chuyên sâu về văn hóa Việt Nam. Giáo sư Trần Ngọc Thêm có những đề xuất trong hội thảo giáo dục ngày 21 tháng 11 năm 2021 với chủ đề là văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo. Cái hội thảo này do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức. Thưa quý vị, bài diễn văn của giáo sư Thêm có thể chia làm ba mặt. Một á, là ông nói về sự kiện, những cái tình hình, những cái hiện trạng giáo dục. Hai á, là ông diễn dịch quy kết nguyên nhân, và ba là những cái đề xuất để chỉnh sửa. Thì chúng ta có thể so sánh với một y sĩ làm những việc như là chẩn bệnh, rồi định bệnh và chữa trị. Thì ba cái giai đoạn đó, một y sĩ giỏi phải giỏi cả ba cái giai đoạn là chẩn bệnh, định bệnh và chữa trị. Nếu mà chỉ giỏi ở hai cái đoạn đầu là chẩn được bệnh và định được bệnh đúng rồi, mà cái giai đoạn chót là chữa bệnh mà sai, cho thuốc sai hay là cách chữa sai thì cũng làm cho người ta chết hoặc là bệnh nặng thêm à, thì cũng vô ích. Đó là do đó là cả ba giai đoạn chẩn bệnh, định bệnh và chữa trị cần phải đúng hết. Ở đây chúng tôi đọc những cái bài báo đã đăng về những ý kiến của ông giải thích sau khi người ta phản ứng, thì chúng tôi đã thấy được cái chẩn bệnh, cái định bệnh của ông là đúng, nhưng mà cái cách chữa trị, cái cách diễn dịch của ông, cái cho thuốc của ông là tôi nhận thấy là có cái âm mưu gì ở bên trong do một cái thế lực khác mà chúng tôi đã nhìn thấy. Tôi đã tuyên bố là hơn chục năm trước đây đó, tôi ở ngoài hải ngoại này tiếp xúc với nhiều cái ý kiến qua cái những cái diễn đàn thư tín, chúng tôi thấy cái đề xuất mà bỏ cái câu tiên học lễ hậu học văn này nó có lâu rồi ở ngoài hải ngoại này chứ không phải mới đây. Nhưng mà có lẽ là giáo sư bị tiêm nhiễm bởi những cái tuyên truyền đó từ lâu, cho nên bây giờ có cái cơ hội thì ông kết vào trong một cái chiến dịch mà xóa bỏ cái văn hóa của nước nhà. Do đó chúng tôi có thể nói là cái chẩn bệnh, định bệnh của ông là đúng, mà cái chữa bệnh của ông là sai, và cái cách diễn dịch của ông là sai. Vậy thì chúng tôi sẽ lướt qua những cái mặt đó trong cái bài diễn văn của ông, qua cái bài tường thuật của báo điện tử Việt Nam Plus, những cái đoạn sau đây. Ông nói tính thụ động trong giáo dục Việt Nam thể hiện đậm đặc qua khái niệm trồng người, tính phục tùng tiên học lễ học học văn kiềm chế con người sáng tạo, vì thế không nên tiếp tục sử dụng rộng rãi các quan điểm này. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ nhận thấy ở đâu là cái chẩn bệnh, ở đâu là cái định bệnh và đâu là cái chữa bệnh của giáo sư nhé. Bác Hồ thường đặt tài trước đức, tìm người tài đức. Còn Lenin thì nói thẳng rằng đối với chúng ta, một chuyên gia thạo công việc của mình thì 10 lần quý hơn người đảng viên Cộng sản huênh hoang. Rồi ông nói, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bệnh thành tích, bệnh phong trào, bệnh đối phó là những bệnh nặng của giáo dục. Ba cái căn bệnh này dẫn đến bệnh giả dối. Cụ thể, trong cuộc điều tra về triết lý giáo dục năm 2020, có 77% người được hỏi thừa nhận bệnh giả dối đứng ở vị trí số 1 trong số 15 tật xấu. 73.8% thừa nhận là gian lận trong giáo dục đứng ở vị trí số 3 trong 13 nhược điểm của giáo dục Việt Nam. Ông kiến nghị cần thay đổi quan niệm và không sử dụng những biểu đạt mang tính thụ động như là con ngoan, trò giỏi, trong cái cách hiểu là dễ bảo vâng lời, phải giải thích cho xã hội hiểu trồng người không nằm trong triết lý giáo dục của Hồ Chí Minh.
không sử dụng hình ảnh cánh tay phải khi nói về thanh niên. Ông cũng đề xuất không dùng khẩu hiệu tiên học lễ hậu học văn vì không thể hiện được tính dân chủ trong giáo dục. Chúng tôi nhắc lại là mỗi một cái câu đó quý vị sẽ thấy cái chỗ nào là định bệnh, chẩn bệnh, định bệnh và cái câu nào là suy diễn, kết luận và trị bệnh. Giáo dục phải khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo, chống học thuộc lòng, thay đổi quan niệm về sách giáo khoa, không ra đề thi kèm đáp án, giáo dục cá nhân hóa, v.v. Đó là cái phần tường thuật của tờ báo và chúng tôi nhặt ra những cái tóm tắt rất là đơn giản để cho cái bài trình bày của chúng tôi được gọn gàng. Thì chúng tôi sẽ mời ông Nguyễn Mạnh Quang, ông là người có kinh nghiệm trong ngành giáo dục. Ông được học bổng du học ở Hoa Kỳ 3 năm với cái bằng thạc sĩ về giáo dục và ông về nước và ông dạy 7 năm ở các tỉnh miền Nam Việt Nam và rồi sang Hoa Kỳ tiếp theo là ông dạy 23 năm ở Hoa Kỳ. Ông đã về hưu cũng khá lâu. Nhưng mà cho tới giờ thì chúng tôi nghĩ là ông vẫn còn sáng suốt để có thể cho chúng ta ý kiến của ông. Dạ xin mời ông Nguyễn Mạnh Quang. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay chúng tôi lại hân hạnh được tái ngộ để nói chuyện với quý vị khán thính giả về cái đề tài mà ông giáo sư Trần Ngọc Thêm đề xuất rằng phải bỏ cái câu, cái phương châm văn hóa của nền văn hóa của dân tộc Việt Nam cũng như là của các dân tộc Đông Nam Á hay là Đông Phương là tiên học lễ hậu học văn. Đồng thời ông cũng có cái đề xuất bỏ cái tư tưởng mà Hồ Chí Minh đã đề xuất, tức là trồng người, có nghĩa là trồng cây thì phải mất 10 năm và trồng người thì phải mất 100 năm. Thì tôi nhận thấy hai cái câu này nó nằm trong cái văn hóa của các dân tộc Đông Phương, mà không những thế mà tôi nghĩ rằng bất kỳ cái nền văn hóa nào cũng dùng những cái câu châm ngôn mà tương tự như vậy. Nền văn hóa Việt Nam thì theo cụ Nguyễn Khắc Khang nói rằng là nền văn hóa là tổng hợp của 5 nền văn hóa. Thứ nhất là mình ảnh hưởng văn hóa của Trung Hoa. Thứ hai là ảnh hưởng văn hóa của Ấn Độ qua cái đạo Phật. Còn ảnh hưởng văn hóa của Trung Hoa thì vừa qua đạo Khổng, vừa qua đạo Lão, vừa qua cái ách thống trị của nó cả 1.000 năm. Và thứ ba nữa là cái ảnh hưởng của nền văn hóa Pháp. Thứ năm nữa là nền văn hóa bản địa. Thế thì tất cả 5 cái nền văn hóa đó là các tiền nhân ta đã đúc kết được cái gì tinh hoa thì tốt thì giữ lại, cái nào xấu thì loại bỏ chứ không theo. Thế thì thí dụ như là chúng ta tiếp nhận nền văn hóa của Trung Quốc thì chúng ta chống lại cái ách thống trị của người Trung Quốc là chúng ta chống bằng trăm phương ngàn kế, bằng cả 2.000 năm nên chúng ta tiếp tục chống. Nhưng mà những cái tư tưởng tốt đẹp của nền văn hóa Trung Hoa chúng ta giữ lại. Bên Ấn Độ cũng vậy. Cái tư tưởng của nhà Phật ở bên Ấn Độ du nhập sang chúng ta cũng giữ lại. Cái tư tưởng tốt đẹp của người Pháp đem sang chúng ta, cái gì tốt chúng ta nhận lấy, chúng ta tiếp nhận. Cái gì xấu chúng ta loại bỏ, ách thống trị của người Pháp với lại liền Vatican cấu kết với nhau tạo cho dân tộc ta khốn khổ thì chúng ta phải chống lại bằng mọi giá. Đó. Nhưng mà những cái tư tưởng cách mạng 1789 á, thì của giáo hội là của cách mạng Pháp là của nhân dân Pháp đã chống lại cái giáo hội La Mã thì chúng ta phải nên học. Đó, nhưng mà tiếc rằng chúng ta học và chúng ta không tuyệt để triệt để tuân theo những cái tư tưởng đẹp, tốt đẹp của cách mạng Pháp. Thí dụ như là cách mạng Pháp nó tịch thu toàn bộ tài sản của giáo hội La Mã thì chúng ta có thể đã làm, nhưng mà nó đã làm cái hiến chương cho cái bọn tu sĩ mặc áo đen á là phải tuân hành hiến pháp của nước Pháp chứ không phải tuân hành cái lệnh truyền của giáo hội La Mã, thì cái đó chúng ta chưa làm được. Rồi chúng ta phải pháp luật phải công bằng trừng trị đối với những người nào mà có cái tư tưởng phản động chống lại nhà nước hiện tại hay là chống lại cái chính quyền chúng ta ấy, là một cái chính quyền đã có công đánh đuổi liên minh xâm lược Pháp để giành lại quyền độc lập cho dân tộc, đem lại cái quyền gọi là nhân quyền cho dân tộc, cái quyền tự do cho dân tộc, cái quyền dân chủ cho dân tộc, thì chúng ta đã học hỏi được, đã làm được. Nhưng mà khi mà thi hành những cái điều đó thì cái bọn
đại diện của Tòa Thánh Vatican, tức là công chức của giáo triều Vatican, của nước Vatican, cựu thủ của đất nước Việt Nam. Họ đã làm mưa làm gió, họ đã lồng ảnh mà chính phủ chưa thẳng tay trừng trị. Giả thử như những người Việt Nam mà cũng có những cái hành động, cũng có ngôn từ từ kích động nhân dân chống lại cái nhà nước như vậy thì giáo hội có để yên không? Thế bây giờ ông Trần Ngọc Thêm, ông đòi hủy bỏ cái nếp sống tốt đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, là bỏ cái tiên học lễ hậu học văn, bỏ cái chồng người. Ông nói như vậy, ông có biết rằng là bỏ đi thì lấy gì để mà giữ cái kỷ cương của người dân ở trong Việt Nam? Từ trước đến giờ quốc gia nào cũng cần có người dân có cái kỷ luật, tuân theo đúng với cái hành xử, đúng với cái vị trí của cá nhân mình, đối với mình, đối với vợ con mình, đối với là cha mẹ mình, đối với làng xóm, đối với đất nước, đối với dân tộc. Thế thì đó là một cái kỷ cương, tất cả các sách sử ở trên thế giới đều phải nói có định rõ cái bổn phận đó. Tôi xin nói là trong cái cuốn sử này, cuốn sử gọi là Lịch sử Trung Hoa, tên nó là của The Ageless Chinese, A History, của tác giả sử gia gọi là Yun Li. Ông ấy nói rõ rằng trong cái xã hội của bất kỳ cái xã hội nào, nhưng mà đây là cái tư tưởng của bên Khổng giáo, là cái xã hội nó tập hợp gồm đủ mọi thứ thành phần trong xã hội, có nhưng mà ai cũng có cái bổn phận, cũng có cái nhiệm vụ đối với chính mình, làm sao cho nó sạch sẽ, vệ sinh, nó không hại đến cái người bên cạnh. Đấy, của chính mình đối với cha mẹ thì mình là con thì mình phải biết phân lời cha mẹ, phải làm tròn cái bổn phận của người con đối với cha mẹ. Mình là anh, mình có bổn phận hướng dẫn cái thằng em, các thằng em của mình cho thao nó sống cho nó đàng hoàng, cho nó đúng với cái phép tắc sự thế ở trên đời. Mình là chồng thì mình phải làm lo công ăn việc làm, nuôi vợ nuôi con cho nó đến nơi đến chốn. Mình là cha thì phải hướng dẫn cho con cái nó sống đời lương thiện, học hành cho đến nơi đến chốn, rồi ra đi làm kiêu mưu sinh bằng cái nghề nó đã học, chứ đừng làm cái nghề ba láp, cái nghề gọi là nói láo, như là trường hợp chúng ta thấy ở hải ngoại có rất nhiều người đã làm cái nghề nói láo. Ở đây chúng tôi xin miễn nói rõ, nhưng mà quý vị cũng đã từng thấy rất là nhiều cái chuyện nói láo ở trên hải ngoại này, có tới mấy chục lần mà tôi đã có bài viết rõ như vậy. Thế thì đối với đất nước, đối với dân tộc thì cái đạo Khổng cũng dạy rằng quốc gia hưng vong thất phu vũ trách, cái nước nào thì cũng vậy, khi mà đất nước bị lâm nguy hay là có kẻ thù xâm lược thì chính quyền phải động viên nhân dân, cổ động nhân dân để tham gia vào cái công cuộc đánh đuổi quân xâm lăng, thì chính quyền nào cũng vậy. Cái nước ta đã trải qua bao nhiêu ngàn, một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, các cụ nhà ta, các tiền nhân ta đã làm được cái công chuyện đó, đã đem lại cái đất nước chúng ta độc lập. Rồi đến cái đức vào thế kỷ thứ 19, giáo hội La Mã cấu kết với thực dân xâm lược Pháp, thâm chiếm nước ta, thống trị cho từ năm 1858 cho đến ngày 9 tháng 3 năm 1945, nước ta hoàn toàn đã bị thống thuộc vào cái liên minh xâm lược Pháp Vatican. Tất cả chúng ta cho đến cái thời điểm năm 1945, chúng ta có 100.800.000 Kitô giáo, nghĩa là quần chiên Kitô giáo. Thì cái 1.800.000 đó là đi theo cái thế lực thực dân xâm lược Pháp bảo hộ đất nước ta, và họ bảo vệ tối đa. Thì trong cái thời gian đó thì những người mà không phải là Kitô giáo đã liều thân xả thân chiến đấu từ năm 1860, tức là cái phong trào nổi dậy của ông Trường Công Định cho đến ông Nguyễn Trung Trực, rồi tất cả những cái phong trào như ông Mai Xuân Thưởng, cụ Phan Đình Phùng, rồi ông Đinh Công Tráng, rồi ông Hoàng Hoa Thám, đến cái Đảng Quốc Dân Đảng, đều liều thân xả thân chết, liều chết để về chiến đấu đánh đuổi cái liên minh xâm lược Pháp Vatican. Cái thời gian đó chúng ta thấy là càng 1.800.000 người Công giáo không bao giờ nói đến cái tranh đấu độc lập, không bao giờ đến nói nhân quyền cả, mà bây giờ là chúng ta đã bị chết đói. Thế nhưng mình năm 1945 cho đến bây giờ, cụ Hồ Chí Minh về lãnh đạo đất nước với lại Đảng Cộng sản để mà đánh đuổi hai cái liên minh xâm lược Pháp Vatican và liên minh xâm lược Mỹ, thì đã giành được độc lập, nước Việt Nam thuộc về người Việt Nam cai trị và đã được độc lập,
được thống nhất đất nước, được gia nhập vào Liên Hợp Quốc, rồi đem lại tự do cơm áo, và bây giờ đã đem lại cái nước Việt Nam thoát khỏi cái 30 năm bị tàn phá bởi chiến tranh, mà đưa nước Việt Nam tiến lên cái địa vị hùng cường số 1 ở Đông Nam Á. Thế mà chúng nó lại cứ nói rằng là dân bây giờ thế này thế nọ, rồi vì dân bất ấy, rồi phải nó vận động nào là những người nào mà có khả năng viết chữ các ké như tôi đó, nó thái người đến để thuyết phục đừng có viết theo cái kiểu đó. Rồi dĩ nhiên là các ông có cái trách nhiệm lớn trong cái ngành viết sử, hay là những cái ông có trách nhiệm lớn về văn hóa như là ông Trần Ngọc Thơm thì tắc, nhưng mà các ké như tôi này, ông giáo sư Nguyễn Văn Trung là người Công giáo từ Montreal đến nhà tôi tại ở Tacoma, Washington, cách nhau 5.000 cái số mà để thuyết phục tôi, thuyết phục tôi không được. Năm 2001. Rồi thuyết phục bà xã tôi phải làm cái nghĩa vụ của người Công giáo. Cũng nên biết là ông Nguyễn, giáo sư Nguyễn Văn Trung là một giáo sư tốt nghiệp văn triết ở đâu Đại học Mỹ, về đã nắm giữ cái vai trò thời hai chế độ Đạo Việt Cato Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, giữ cái môn dạy triết Tây ở tại Đại học Văn Khoa cho đến năm 1975. Một người cắt ké như tôi mà lại phái một ông giáo sư có tiếng tăm như vậy đến thuyết phục tôi, thì tất cả những các ông mà có khả năng viết sức thì tất nhiên là họ cũng phái người đến. Trước năm 2001, cái năm 2001 là cái năm ông giáo sư Nguyễn Văn Trung, ông thuyết phục tôi không được, ông có nói một câu rằng tôi cam đoan với, ông cũng gọi tôi là giáo sư, bởi vì tôi thật ra là cái giấy tờ ở chính quyền Việt Nam nó cấp cho tôi đó, là cái thẻ đó nó đầy là giáo sư rõ ràng. Chỉ có những người không có thể phản biện ông thì họ mới muốn gì, muốn đánh ông bằng cái từ đó thôi. Mấy quý vị gọi ông xã tôi cái gì cũng được hết, nhưng mà cái chữ giáo sư nó không có quan trọng đối với chúng tôi. Quý vị không gọi ông Quang là giáo sư cũng không sao, nhưng mà cái thành tích của ông đó đã là bằng chứng cho cái khả năng của ông, và những lời của ông bảo đảm cho ông, chứ không phải là cái chữ giáo sư bảo đảm cho ông.